dạng livestream chuyên gia. Đấy. Thì có hai dạng. Dạng thứ nhất đó là dạng livestream chuyên gia về vấn đề khách hàng tiềm năng. Dạng livestream chuyên gia số 2 đó là chuyên gia về sản phẩm Cho em hỏi là bơm tiền quảng cáo là như nào Nghĩa là like xong mới quảng cáo là hay nhau không Mà dạ mình quảng cáo cho những cái nội dung trên kênh của mình Để kênh đấy nó tiếp cận nhiều người Chứ không phải mình quảng cáo live stream Nào, tiết live stream Dạng chuyên gia về vấn đề Thì tức là trong cái live stream đấy 80% là sẽ cung cấp kiến thức miễn phí liên quan đến vấn đề Còn 20% thời lượng là giới thiệu sản phẩm, ý là bán hàng ấy. Được không? Còn nếu mà cái live stream dạng chuyên gia về sản phẩm ấy thì sao ạ? À? Thì 80% là giới thiệu sản phẩm. Còn chỉ 20% là cung cấp kiến thức miễn phí thôi. Là các bạn có thấy những cái live stream mà gì à? chuyên về sản phẩm không? Ví dụ như live stream này là ở đây có rất nhiều sản phẩm liên quan đến chăm sóc da mặt này, chăm sóc uh, bổ thận này, rồi bổ gan và chấm những gì đó này, đúng không ạ? Thế lên live stream cái là gì ạ? À? Ok, xin chào các chị em nhà mình nhá. Chị em ơi, hôm nay nay lên đây có rất nhiều các sản phẩm, rất nhiều các ưu đãi, rất nhiều chấm chấm gì đó đây, Thì em sẽ chỉ cho mọi người cách dùng từng sản phẩm một và trả lời cho mọi người Thậm chí tạo ra cái ưu đãi hời cho mọi người rồi chấm chấm gì đó. đó Thì đầu tiên là cái sản phẩm này Là gì ạ? Là cốt chấm chấm gì đó Hoặc là cái, cái thuốc uống gì đó Thức uống gì đó là tốt cho men gan Đây thì cái này nhá Câu hỏi đầu tiên là gì ạ? À? Là cái này thì dùng cho phụ nữ mang thai không thì em trả lời luôn nhé là cái này không được dùng cho phụ nữ mang thai đâu vì chấm chấm gì đó. Tức là gì ạ? À? Mình tưởng tượng ra những câu hỏi liên quan đến sản phẩm. Và việc của mình là gì ạ? À? Đọc lên câu hỏi đấy và mình trả lời. Đó. Sau đó là mình lại tưởng tượng những câu hỏi liên quan đến men gan đi. Là gì ạ? À? Là cái việc mà bị viêm gan đấy thì liệu có khỏi được không? Ok, nhiều chị hỏi em thế rồi thì em cũng nghiên cứu rồi. Thì em khẳng định luôn là gì ạ? À? Cái việc mà đã bị viêm gan đặc biệt đến cấp độ sơ gan rồi là không khỏi được đâu. Nói thì các chị đừng buồn nhưng thực sự không khỏi được đâu. Nhưng việc của mình là gì ạ? À? Việc của mình là khiến cho nó không trở nên nghiêm trọng hơn bằng cách là gì ạ? À? Là chúng ta sẽ bổ sung vào để chấm chấm gì đó. Bởi vì cơ chế của gan là như này như này. Đấy là phần kiến thức chuyên gia. Đúng không? Rồi, còn cái livestream mà dạy chia sẻ kiến thức, kiến thức mà chiếm tận 80% ấy là gì ạ? À? Là mình soạn sẵn những câu hỏi. Ví dụ như là bốn câu hỏi liên quan đến gì à? Liên quan đến vấn đề là viêm gan thì mới đến một câu hỏi liên quan sản phẩm các bạn cứ tưởng tượng là như vậy mình tự hỏi tự trả lời đúng rồi mình là như à, có nhiều chị cứ hỏi em là là hôm trước có một chị hỏi em là nhiều cách này không ạ Đấy, kiểu thế. Rồi và nếu như các bạn những dạng mà live stream kiểu như là, chuyên gia kiến thức hoặc là chuyên gia về sản phẩm này nhá, mà các bạn là, là, đồng đội của nhau là bạn bè của nhau vào xem ấy thì vào xem là đương nhiên rồi nhưng mà thả cho nhau những câu hỏi ở trong đấy. Bởi vì cái người live stream mà nhận được câu hỏi ấy, là người đấy tự nhiên là cảm thấy là được được quan tâm sướng lắm, lúc đấy tự nhiên là khi nó lại khi đấy nó là phừng phừng lên, đúng không? Đấy đấy là dạng livestream liên quan đến gì ạ là chuyên gia kiến thức chuyên gia